Hello anh em đã quay trở lại channel của mình Đức Chí Đích, kênh mình luôn chia sẻ đến anh em những cái điều bổ ích và những cái app, những cái thông tin thú vị về cuộc sống Hàn Quốc. Chắc thật là thiếu sót nếu như hôm nay mình không chia sẻ cho anh em một cái trang web mà mua bán đồ cực là rẻ ở bên Hàn Quốc, và đặc biệt là dành cho những anh em nào có tín đồ của hàng Unisex nhá anh em nhá. Thì có rất nhiều cái app, có rất nhiều app và rất nhiều trang ở trên Facebook bán đồ Hàn Quốc, tuy nhiên là nó không được rẻ cho lắm ấy. Mình mới tìm ra một cái trang nó khá là rẻ, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em nhé. Đây, để mình cho anh em thấy, đây là cái app Ultra Fashion. Đây anh em nhé, chờ một chút để nó lấy led này. Nó chưa lấy được led nhỉ. Mình phải ao cái mặt mình ra thì nó mới lấy led. Đây, anh em thấy không? Cái app này thì anh em có thể tải trên mình sẽ để được link Facebook. Anh em có thể lấy theo đường link để tải lên lên App Store hoặc là CH Play để anh em tải. Hoặc thì anh em có thể vào CH Play hoặc là App Store để anh em tải cái Ultra Fashion này về nhá. Thì có một lưu ý là đối với anh em nào mà dùng ID của Việt Nam ấy thì sẽ không tải được nhá, sẽ không tìm thấy luôn ấy. Còn anh em nào mà dùng ID của Hàn Quốc thì sẽ tìm được ra. Và cách đổi ID như nào thì anh em có thể xem ở cái phần video mình hướng dẫn cách tải cách đổi ID sang Hàn Quốc để tải app ấy, anh em ạ. Ở những cái video trước anh em cố gắng tìm lại giúp mình nhá. Thì khi mà tìm được rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập và cách mua luôn. Đây, anh em theo mình nhá. Ok anh em nhá. Khi mà tải được app về rồi ấy, thì mình sẽ đăng nhập cái app này nhá. Ultra Fashion này, Fashion. Đó. Ở đây thì ở cái mục đăng nhập này thì mình đã đăng nhập sẵn rồi này. Giờ mình sẽ ao ra nhé. Đây. Thì ở cái mục đăng nhập này thì anh em bấm nút cái biểu tượng mặt người này. Nó sẽ có các hình thức đăng nhập là đăng nhập bằng Facebook này, đăng nhập bằng Naver này, đăng nhập bằng KakaoTalk này. Đó, thì anh em có thể đăng nhập bằng một trong ba cái này nhé. Thì mình đăng nhập bằng Naver. Đó. Thì hiện tại là ngày trước mình đã mua đồ trên đây rồi đấy, nên là nó có thông tin sẵn của mình ở đây rồi. Đây anh em có thể xem thông tin ở phần cái dấu ba gạch, cái ba gạch ở trên cùng bên trái đấy. Đó. Thì anh em có thể thoát ra ở nút Roku Out này. Đây thì anh em sẽ xem thông tin của mình ở chỗ. Em ấn vào cái biểu tượng mặt người nhá, thì em sẽ ấn tiếp vào cái biểu tượng mặt người này. Huê Uôn Trương Pô này. Đó. Thì ở đây sẽ là thông tin để khi mà mình mua hàng ấy. Đây mình sẽ đổi thông tin lại này. Để là mình tức đi. Đó. Bên bên hôm em có thể nhập không? Tiếp theo chọn giới tính nhé. Xem liền thì cứ này nó không bắt nhập chứng minh thư ấy. Anh em có thoải mái anh em ạ. Nhập được không nhập được. Đó. Anh em tiếp theo nhập cái email về này, email in này, em nhập cái email của mình vào nhé. Và nhập tiếp theo là dòng điện thoại, anh em nhập số điện thoại của mình vào. Mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Đó, thì anh em sẽ tiếp theo là cái mục ở dưới này. Có nhận tin nhắn email không này, thì em ấn đồng ý hoặc không đồng ý nhé. Cái tiếp theo là nhận tin nhắn SMS này, thì em ấn đồng ý nhé, bởi vì nếu khi nó thông báo ấy, anh em sẽ bấm vào đấy. Còn cái phần Applus Unream thì anh em có thể không ấn không đồng ý nhé. Một cái tiếp theo nữa là cái phần mã bưu điện của anh em này. Thì mình cái này thì anh em có thể đăng nhập bằng trên máy tính, tuy nhiên là mình khuyến khích anh em nên đăng nhập bằng điện thoại, bởi vì khi mình đăng nhập bằng điện thoại ấy, mình tìm cái này nó mới ra này. Mình tìm cái địa chỉ thì nó mới ra. Còn nếu mà anh em đăng nhập vào máy tính nó sẽ không ra đâu. Mình đã thử một lần rồi anh em ạ. Đấy, thì anh em sẽ ấn vào đây. Tìm cái địa chỉ của mình nhé.
Em gõ cụ thể vào thì nó sẽ ra. Mình sẽ nhập cái địa chỉ của mình. Núi sừng của núi sừng ấp. Không sừng. Kiểm tra đấy thì nó sẽ ra cái này cho anh em này, em sẽ chọn cái này để nó có ra những cái này này đấy, thì em sẽ tìm cái địa chỉ đúng của mình thì anh em sẽ nhập vào đấy, thì đây nó sẽ ra cái mã bưu điện của mình này là 706 804 đó, thì mình sẽ điền tiếp theo những cái thông tin về cái phần trên là cái địa chỉ rồi này, cái phần dưới thì mình điền cái địa chỉ mà cụ thể hơn đấy, ví dụ như nhà ở tầng 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 1 hoặc là phòng 204 205 hoặc là phòng gì thì anh em điền vào nhé. Rồi. Đó. Mình đã điền xong cái này này. Rồi anh em ấn login thôi. Khá là đơn giản đúng không anh em? Đó, thì mình đã nhập xong cái này rồi này. Tiếp theo thì mình sẽ đi mua hàng chẳng hạn, ví dụ nhá. Ở đây thì mình có một số cái hàng mình đã chọn sẵn ở đây này, anh em thấy không? Thì cái link này mình dùng khá là lâu rồi. Đây có rất là nhiều đồ anh em ạ. Nó cũng khá là rẻ đấy, em có thể thấy không? Đồ khá là rẻ. Mình sẽ tắt bớt đi không này. Mua hết chỗ này khá nhiều tiền đấy, 83.000 luôn kìa. Bao nhiêu tiền này? 53.000 đấy. Đây nhá, à đây mình chỉ anh em cái cách mua đồ không, anh em sẽ chọn đồ trước đây nhá, ví dụ anh em xem những cái mục quần áo này, giày dép này, vòng này, đây nó có mục này, tốp này, những cái mặt hàng nó bán chạy ấy đấy, thì anh em có thể xem ở đây nghiên cứu quần áo này, nó khá là rẻ anh em ạ, tầm tầm dưới 30.000 thôi đó. Ví dụ như những cái quần áo như này chẳng hạn, để mình ngắm xem có bộ nào con trai nó thường nhiều, quần áo con gái hơn anh em ạ, và quần áo con gái cũng khá là rẻ luôn, đồ con trai thì khá là đắt. Để mình xem có cái gì hot hot đó. Cơ bản là mình cái nào mình thích thích thì mình cho luôn nó vào trong kia rồi ấy, là cũng không, ví dụ như cái này nhá, ví dụ như cái này đi đó, thì anh em sẽ chọn cái phần size của mình này. Ví dụ size size 95 100 này, cái này một size thôi. Đấy. Em chọn thêm màu mè các thứ này, phụ kiện. Đấy cái này phụ kiện. Đó. Rồi, sau đó em thì Kumehaki thôi. Ok, thì nó sẽ vào cái phần đấy của anh em này. Đó. Sau khi vào đây rồi thì nó đã đưa vào cái trong cái giỏ của anh em ấy, khi nào mà anh em muốn mua thì anh em ấn nó vào giỏ này, bao tiền, ui 230, ui ở đây nó lại có một cái điểm bất lợi ở cái này là khi mỗi lần đấy vào anh em không để ý là nó sẽ tự kích hết vào những cái này này, những cái mà anh em không chọn này, để tôi xem nào. Đây phải chọn chuẩn cái này không anh em ạ, không thì nó hôm nọ tôi mua sai rồi, tôi mua cái sang cái quần màu màu xanh này nó không được đẹp cho lắm, cái này bên thư này bình đẹp 79
không lưu lại nữa. Tắt bớt đi, nhiều đồ quá. Đó thì cái việc chọn rất là đơn giản anh em ạ. Đây thì mình sẽ xin được bao nhiêu tiền ạ? 73.000. Mình giảm bớt đi, mỗi tháng mình mua ít ít thôi. Tắt bớt cái áo này đi. Đó. Thì anh em sẽ Chumun Haki này. Đó. Anh em sẽ chọn vào đây. Em thì đây là thông tin mà mình đặt hàng này. Mình nên kiểm tra lại một lần nữa nhé. Bên đây này, nó hiện lên cái thông tin cũ của mình. Cái phần chơi cân bé sông chi này này, nó hiện lên cái phần nhà cũ của mình ấy. Thì mình sẽ chuyển cái theo sang cái phần tra thét này, là theo cái vở mà mình thiết lập ở cái phần tài khoản mặc định của mình ấy, ở ngoài ấy. Mình vừa mới hướng dẫn ở đầu ấy, thì đây nó sẽ ra địa chỉ mới này, em thấy không? Cái phần địa chỉ cũ này, địa chỉ trước mình gửi đấy, thì nó sẽ lấy địa chỉ cũ này. Còn bây giờ mình muốn nhập cái địa chỉ theo cái địa chỉ mà mặc định của mình hiện ở trong lúc đầu mình làm ấy, thì nó sẽ hiện, mình chỉ bấm vào đấy thì nó sẽ hiện ra những cái thông tin này. Đấy, còn nếu mà mình muốn tìm địa chỉ mới hẳn thì đây, em có thể nhập thêm địa chỉ khác vào đây. Ví dụ mình gửi cho bạn bè, gửi hộ, mua hộ bạn bè hoặc là mua hộ ai đó thì mình sẽ bấm vào đây nhá. Xin queue. Đấy, còn không thì mình sẽ nhập vào theo đúng cái địa chỉ của mình đăng nhập ấy. Rồi. Đây này, anh em có thể nhập nhập số điện thoại của mình này. Hoặc là một số điện dòng dưới cũng có thể là điện số điện thoại này, nhưng mà kiểu như trong trường hợp cái số điện thoại trên mình không không liên lạc được thì mình sẽ điền, sẽ người ta sẽ gọi cho số điện thoại cuối ở dưới, hoặc là phần người ta sẽ nhắn tin gì đó. Đây còn phần tiếp theo là Chumun Message này, có thể nhắn tin cho đến người bán hàng, ví dụ như là thế này chẳng hạn đấy, hoặc là quay cẩn thận cho tôi, hoặc là thế này thì đây là tùy. Thường thì mình không nói gì cả, nói người ta để ý chết đấy. Rồi sau đó thì anh em sẽ chọn cái hình thức thanh toán này. Anh em có thể thanh toán bằng bank ngân hàng này, có thể thanh toán bằng xin dông ca thư này, đó, hoặc là thanh toán bằng điện thoại này. Thì thường mình sẽ thanh toán bằng ngân hàng anh em ạ. Đó, thì mình sẽ chọn cái ngân hàng của mình dùng ấy. Ví dụ như mình đang hiện tại đang dùng Shinhan đúng không? Thì mình sẽ chọn cái ngân hàng Shinhan này. Đó, còn anh em có thể dùng Kiop, Uri, Long Hiếp các thứ này. Đấy. Mình dùng Shinhan. Rồi xong mình sẽ nhập cái phần trên này là cái người bán tiền này, tức là cái số, cái tên tài khoản của mình ấy. Ví dụ mình nạp tài khoản bán tiền là như này. Anh em ghi cho chữ in hoa nhé, cho nó dễ. Vì nó giống với trong cái phần bán tiền ấy, thì nó sẽ hiện, thường nó hiện chữ in hoa, mình ghi chữ in hoa cho nó chuẩn. Đó. Xong ở dòng dưới này thì có hai cái này, Sơn Thép Hanshin kiên trên này, thì là sử dụng cái số, cái thanh toán cho lần sau ấy, cái kiểu như là cái sổ ngân hàng Shinhan này và cái tên của mình cho lần sau ấy, thì nó, lần sau mình mua nó sẽ mặc định như thế. Đó. Rồi thì anh em sẽ ấn kiên trên Haki. Ok anh em, khi mà đặt xong ấy thì nó sẽ hiện cho mình cái thông báo về mình đã mua ấy. Xong sau đó thì anh em sẽ chọn vào cái phần Chumun nghe trước này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cái ấy của mình này, cái mà mình vừa đặt mua ấy. Đấy, những cái đồ mà mình vừa đặt mua này, và cái phần kiểm tra kiên chê Chumun này, giá này, và cái phần mua thông trang ịp cơm này, thì mình sẽ bắn tiền vào đây nhé anh em nhé. Bắn tiền vào số tài khoản này, và số tiền nó in màu đỏ này, 53.600 đồng ấy. Đó. Thì thời gian mình đặt đó là từ ngày 31 tháng 10 năm 2020
vào lúc 20 giờ 40 phút 40 giây đó, thì em có thể bắn tiền vào xong thế nào chờ nó gửi đến thôi. Thì thường nó sẽ gửi đến trong vòng 3 đến 5 ngày. Anh em không nên đặt vào cuối tuần nhé, đặt vào cuối tuần thì nó sẽ chậm hơn đấy. Thì nó, mình đặt vào, đặt trước mình đặt cuối tuần nó mất khoảng tầm 3 đến 5 ngày. Còn anh em nên đặt vào tầm thứ hai là ok anh em ạ. Đấy, bây giờ thì mình bán tiền thôi, bán tiền và chờ lấy hàng thôi anh em ạ. Ok anh em, thì trên đó là những cái hướng dẫn của mình về cái cách mua đồ trên app. Thì do thời gian nó không có nhiều ấy, thì anh em có thể tìm hiểu thêm những cái bộ quần áo hoặc là những cái trang phục phụ kiện nó phù hợp với bản thân, thì anh em có thể cân nhắc trước khi mua nha anh em nhé. Bởi vì đồ, tất nhiên là đồ hàng rẻ thì nó không có được gọi là tốt nha anh em. Thích dùng hàng riêu rồi hàng cao cấp, hàng nhiều tiền thì nó khác. Còn đây là hàng này là mặt hàng rẻ, thì tất nhiên có những bộ đồ nó sẽ rất là ok, có những bộ đồ nó sẽ không được ok cho lắm, nhưng theo cá nhân của mình thì thấy nó khá là ok. Theo cái quan điểm của mình rất là khá là ok với cái mức tiền trung bình gọi là thấp như vậy, thì cái hàng này nó rất là ok. Thì có một số mặt hàng thì nó được hoặc một số mặt hàng nó không được cho lắm thì anh em cũng nên cân nhắc trước khi xem nhá, bởi vì nó có cả review anh em ạ. Khi xem mình xem mặt hàng ấy, mình sẽ kéo xuống dưới, người ta sẽ review, mình thấy mặt hàng là nó ok thì mình mua, không ok thì thôi. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho tất cả anh em nhé, đặc biệt là những anh em ở Hàn Quốc. Ok anh em, nếu anh em thấy video hay và bổ ích, like, share cũng subscribe kênh YouTube của mình nhé. Thì anh em subscribe kênh YouTube của mình nhé, nhớ ấn chuông nhé, bởi vì khi mình có một những cái video mới mình muốn chia sẻ cho anh em thì anh em sẽ nhận được một cách sớm nhất. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem nhé, xin chào.